Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Uông Bí có 8 lớp 9 với 389 học sinh. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, nhà trường có 297 em đăng ký thi và xét tuyển vào trung học phổ thông công lập. Trong đó, 14 em đăng ký thi trường chuyên Hạ Long, 281 em đăng ký thi vào trường trung học phổ thông Uông Bí, 2 em đăng ký xét tuyển vào trường thực hành sư phạm. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi chuyển cấp, ngoài việc tích cực hệ thống củng cố kiến thức cho học sinh, các thầy cô giáo nhà trường đã hướng dẫn các em ôn luyện, làm bài thi và chuẩn bị tâm lý vững vàng bước vào kỳ thi đạt hiệu quả cao nhất. Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã có kế hoạch triển khai đến từng giáo viên và các đồng chí giáo viên đã trong các giờ dạy đã tổ chức được và đã tiến hành ôn tập cho học sinh về các chương trình trọng tâm. Sau đó chúng tôi có kế hoạch ôn tập cụ thể vào phần cuối năm học, và trong phần cuối năm học này thì chúng tôi cũng đã lựa chọn những đồng chí giáo viên mà có năng lực, có trình độ chuyên môn tốt để tổ chức ôn tập cho các em. Chúng tôi cũng đã có một cái tâm thế rất là tốt, học sinh ở nhà trường cũng đã rất là tự tin với những kiến thức mình đã nắm bắt được ở nhà trường và ôn luyện được ở nhà, và sẵn sàng để bước vào cái kỳ thi trung học phổ thông một cách tốt nhất. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông thành phố Uông Bí năm học 2024-2025 diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến hết ngày 2 tháng 6 năm 2024. Trong đó, hai ngày thi chính là ngày 1 và ngày 2 tháng 6. Ba môn thi bao gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Kỳ thi này, Uông Bí có 132 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông công lập. Thành phố tổ chức 3 điểm thi với 56 phòng thi đặt tại các trường trung học phổ thông Uông Bí, trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ và trung học cơ sở Trần Quốc Toản. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thanh tra, lãnh đạo, giám thị và phục vụ tại 3 điểm thi là 200 người. Tại các điểm thi đều chú ý chuẩn bị chu đáo, bảo đảm yêu cầu về cơ sở vật chất, hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia dự thi. Năm nay, số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào trường Trung học Thông Bí là nhiều nhất so với mọi năm. Số thí sinh đăng ký dự thi chính thức là 1.001 học sinh, 42 phòng thi. Do đó, hội đồng thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học Thông Uông Bí sẽ chia làm hai hội đồng. Đối với kỳ thi tuyển sinh, nhà trường xác định đây là một kỳ thi rất quan trọng. Do đó, tất cả các cái bộ phận cũng như là tiểu ban đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất rồi các cái điều kiện khác để đảm bảo cho cái kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định, đúng quy chế và các em học sinh thể hiện được hết năng lực của mình. Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo của ngành giáo dục, ban chỉ đạo thi thành phố, các phòng ban ngành liên quan cùng sự nỗ lực của học sinh sẽ đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 thành phố Uông Bí diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đạt kết quả cao.